Vâng, em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Cộng đồng Xe Bay HT33 Thì hôm nay thì em sẽ xin phép làm một video với cái chủ đề đó là chu kỳ của một cổ phiếu Thì cũng giống như một nền kinh tế hay một doanh nghiệp đó Thì trong cái quá trình phát triển của một kinh tế hay một nền doanh nghiệp Thì nó cũng cần có trải qua những cái chu kỳ Thí dụ như là đầu tiên đó là chu kỳ chuẩn bị về những cái cơ sở vật chất hay là những cái nền tảng rồi cũng như là việc xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật rồi là công nghệ thì sau đó nó khi mà chuẩn bị đầy đủ được xong thì nó sẽ có những bước gọi là phát triển thì trong cái quá trình phát triển của một nền kinh tế hay là một cái doanh nghiệp nào đó thì nó cũng có những cái sự điều chỉnh để cho cái bộ máy hay là cái nền kinh tế phù hợp hơn với từng thời kỳ và để cho nó phù hợp hơn với cái cái nền kinh tế đang hoạt động hay là những cái sự vận hành của của doanh nghiệp hiện tại để cho cái quá trình tăng trưởng đó được uh, tăng trưởng một cách bền vững và mạnh mẽ hơn thì sau những cái quá trình tăng trưởng đó thì uh, nó cũng có xuất hiện ở nội tại doanh nghiệp hay là ở nền kinh tế những cái vấn đề mà cần phải giải quyết thì lúc đó chính là uh, lúc mà uh, nó xảy ra những cái quá trình phân phối hay còn hay chúng ta có thể hình dung đó chính là cái sự đi xuống của một nền kinh tế thì bất kỳ một nền kinh tế nào cũng như vậy dù là nền kinh tế đang phát triển ở mức đỉnh cao như thế nào thì nó cũng cần có những cái và nó cũng cũng có những cái bước gọi là nó cần phải có những sự thoái trào thì bản thân những cái sự thoái trào đó nó không phải là thoái trào để để đi xuống cũng có thể là đi xuống nhưng cũng có thể những cái sự thoái trào đó nó lại là tiền đề để cho một sự phát triển mới tức là nếu mà như doanh nghiệp hay nền kinh tế đó họ nhận ra được những cái điều đó và họ thay đổi để phù hợp hơn với cái bối cảnh hiện tại của thị trường của nền kinh tế thì những cái nền kinh tế hay doanh nghiệp đó nó sẽ tiếp tục là đi lên thì cổ phiếu cũng tương tự như vậy cổ phiếu thì nó sẽ có bốn chu kỳ chu kỳ thứ nhất đó là cái chu đó đó là việc tích lũy tích lũy thí dụ như là ở đây chúng ta có thể thấy được đây chính là cái vùng tích lũy đây chính là vùng tích lũy của cổ phiếu ạ à. thì ở đây thì em sẽ minh họa bằng cổ phiếu HVN tức là bốn chu kỳ một đó là tích lũy hai đó là tăng trưởng ba nó là phân phối và bốn nó là suy thoái thì bất kỳ một, một nền kinh tế cổ phiếu nào cũng cũng như vậy thì ở đây thí dụ nhà đối với cổ phiếu của HVN thì đây chính là cái quá trình tích lũy quá trình tích lũy tức là cái chúng ta có thể nhìn thấy trên đồ thị đó là cái việc mà giá của cổ phiếu lên xuống lên xuống quanh một cái biên nào đó thì đây chính là cái biên mà em đang vẽ ra đây chính là biên em đang vẽ vẽ ra tức là giá của cổ phiếu cứ biến động lên xuống quanh cái vùng này Thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái cái biên này nó là hẹp nhá, không quá lớn nhé Đó, biên này nó là biên hẹp không quá lớn. Và những cái quá trình này thì nó sẽ có những hiện tượng là xanh đỏ đan xen, xanh đỏ đan xen với cái khối lượng, đầu tiên là khối lượng nó không quá quá lớn này. khối lượng thấp này. Thì đây nó cho thấy đây chính là cái cái quá trình đầu tiên của uh, của của việc uh, tích lũy. Đó, đầu tiên nó là việc tích lũy đã. Thì sau khi tích lũy xong cái đầu tiên chúng ta phải xác định được là cái chúng ta hiểu ý nghĩa của việc tích lũy là gì. Việc tích lũy này thì đối với ở bên ngoài doanh nghiệp, doanh nghiệp hay là nền kinh tế tức là nó là chuẩn bị những cái cơ sở vật chất hay là cái quá trình để họ xây dựng đội ngũ, đội ngũ nhân sự hay là hoàn thiện về mặt công nghệ. thì đối với cổ phiếu thì cái quá trình này nhằm mục đích là để cho những tổ chức hay là những tay to họ gom hàng. đó. tức là khi mà tổ chức hay tay to họ gom đủ cái lượng hàng mà họ mong muốn thì lúc đó là họ mới có những cái dấu hiệu đánh lên đó. thì đây chính là cái quá trình vận động là tích lũy để cho tổ chức hay những tay to họ có thể gom đủ hàng thì lúc đó họ sẽ có những động lực để đánh lên đó. còn khi mà họ chưa gom đủ hàng cái lượng hàng mà hiện tại mà nó vẫn đang nằm ở trong những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều mà không phải nằm ở trong tổ chức hay tay to thì họ sẽ ít có những cái động lực để họ đánh lên bởi vì sao bởi vì cái việc đánh lên đó thì họ đâu có phục vụ được cho họ nhiều đâu mà lúc đấy phục vụ cho những người khác thì đương nhiên là họ sẽ không có cái cái việc mà họ đánh lên luôn do đó là họ cần phải thứ nhất là gom hàng thứ hai đó là kiểm tra cái lượng cung cầu bởi vì khi mà cái lượng cung hàng ở trên thị trường tức là những người mà muốn bán ra trên thị trường mà thấp đi thì cái việc đánh lên của họ sẽ dễ dàng hơn đó thì ở đây sau khi có một quá trình tích lũy tương đối dài đó, từ bắt đầu từ thời điểm là tháng 3 năm 2017 và tích lũy đến tháng 11 năm 2017 thì khi họ đã gom đủ lượng hàng cũng như là cái việc mà kiểm tra cung cầu ở thời điểm đó nó là không còn quá cao thì độ đó là họ sẽ có cái hành động đánh lên đối với một cổ phiếu thì cái quá trình tích lũy này nó có thể diễn ra có thể là trong độ một hai tuần có thể diễn ra trong vòng một tháng hoặc thậm chí là cũng có thể diễn ra trong vòng vài năm bởi vì sao bởi vì doanh nghiệp cũng tương tự như vậy nền kinh tế cũng tương tự là như vậy đó. tích lũy ở đây thì ngoài việc là cái việc mà họ gom hàng thì thì họ cũng nhìn thấy được là uh, cái sự kỳ vọng của những cái nhà đầu tư ở trên thị trường họ có uh, có sức hút vào cổ phiếu này hay không hay là uh, thị trường có kỳ vọng vào cổ phiếu này không vì rõ ràng là nếu mà không có những sự kỳ vọng thì đương nhiên là giá cổ phiếu nó sẽ không có những động lực để mà đánh lên cả đó thì cái cái quá trình này thì chúng ta cần phải nhìn nhận một uh, một cách kỹ lưỡng thì lúc đó chúng ta mới có thể là uh, nhận biết được đâu là cái thời điểm đánh lên và thời điểm mà đánh lên thì thường nó sẽ có những sự đồng thuận Đồng thuận liên quan đến thanh khoản Thứ nhất là đối với nhịp này Đấy. Đây là những cái nhịp mà bắt đầu là có những cái dòng tiền lớn Bắt đầu họ chú ý ở những cái nhịp này Đấy. Thí dụ từ ngày 10, 18 tháng 9 hay là từ 25 tháng 9 là bắt đầu họ có những cái sự quan tâm rồi Có thể là họ sẽ quan tâm từ trước Nhưng mà những dấu hiệu đó nó không được phản ánh một cách rõ ràng lắm Nó không biểu hiện một cách rõ ràng lắm Thì đây họ đã quan tâm từ những phiên này và dòng tiền bắt đầu đổ mạnh vào từ những phiên này đây chính là cái quá trình mà chúng ta nhìn thấy tuy nhiên thì khi mà nó đạt đến cái cái vùng tích lũy cái vùng cái vùng cản cũ ạ họ kiểm tra cái lượng cung cầu hiện tại đây là cái lượng cung hàng hiện tại trên thị trường vẫn còn nhiều và cái lượng hàng của họ gom được chưa quá nhiều thì do đó là cổ phiếu này nó sẽ vẫn có những cái hành động đạp xuống để mà gom hàng tiếp đây dòng tiền tiếp tục được đổ vào từ phiên ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017 đó và đối với việc là quá trình đánh lên này, họ trong quá trình lên thì họ sẽ còn tiếp tục kiểm tra cái lượng cung cầu và cái lượng cung hàng hiện tại ở thời điểm này nó vẫn còn thì người ta sẽ cần phải có những phiên tiếp tục test cung tiếp theo đó. thì đây chính là phiên phiên đầu tiên để mà họ đánh lên này, là phiên thứ hai đó là phiên xác nhận này và đối với phiên viên phiên xác nhận này thì nó cho thấy sự đồng thuận về thanh khoản tức là dòng tiền đổ mạnh vào để mà đánh lên. đây chính là hai phiên hai phiên mà dòng tiền cho thấy là tổ chức họ đã muốn đánh lên rồi đó và cái chu kỳ tiếp theo sau khi mà uh, cổ phiếu này được đánh lên qua cái nhịp tích lũy ấy, thì đó chính là cái quá trình mà tăng trưởng đây chính là quá trình tăng trưởng của cổ phiếu ấy. thì trong những cái nhịp tăng trưởng của cổ phiếu thì trong những nhịp, những nhịp đi lên thì nó vẫn có đan xen đó là những cái nhịp điều chỉnh cái nhịp điều chỉnh này để làm gì nhiều điều chỉnh này để thứ nhất là họ tiếp tục kiểm tra cái lượng cung hàng và rũ bỏ đi những nhà đầu tư mà người ta đã gom hàng từ vùng này, những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã mua hàng từ đây thì lên đây họ cần phải rũ rũ bớt đi, rũ bớt đi để cho uh, thứ nhất là họ gom thêm hàng đó, và thứ hai là để cho cái quá trình đánh lên được được diễn ra một cách dễ dàng hơn. thì đối với hai phiên này, đây hai phiên cho thấy cái lượng cung hàng hiện tại của thị trường còn rất nhiều, do đó là nó sẽ có những xác suất là nó sẽ đánh về. sau quá trình đánh về đây nó lại tiếp tục tích lũy ở đây và cho thấy là một cái lượng cung hàng không quá lớn thì đây đây là cái phiên mà cho thấy điều đó, đó. tăng điểm với cái von cao và giảm điểm với von thấp thì cho thấy là đây là chính là cái nhịp rũ và tiếp tục dòng tiền được đổ đánh lên và sau đó thì nó có sự tích lũy lại để mà xử lý lại cung hàng ở cái vùng này một cổ phiếu mà trong quá trình đi lên trong quá trình đi lên nó đang xem đó là những cái nhịp tích lũy đây chính là nhịp tích lũy tiếp này thì nó sẽ cho những cái dấu hiệu là quá trình đánh lên nó nó còn rất là bền đó thì anh chị cứ quan sát những cổ phiếu mà trong nhịp đánh lên nó sẽ có những nhịp điều chỉnh điều chỉnh trong ngắn hạn nhẹ nhàng thì nó sẽ có những xác suất là được đánh lên rất là bền nữa và chúng ta sẽ chú ý về những phần thanh khoản nhé đó thì uh, sau cái quá trình mà tăng trưởng thì thường đến những cái nhịp cuối thì nó sẽ có những cái dấu hiệu đó là đó là dấu hiệu chạy nước rút tức là dòng tiền đánh lên rất là mạnh cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh tuy nhiên thì lúc đó là uh, nếu mà nó nó xuất hiện những cái cây giảm điểm với khối lượng cao à, thì nó sẽ cho những cái dấu hiệu là đây là sẽ có những xác suất đó là những xác suất của nhịp phân phối nếu với những cây này mà là những cây giảm điểm với khối lượng thấp chỉ ở vùng này thôi chẳng thế thì uh, rất nhiều khả năng là nó sẽ còn đánh lên tuy nhiên là với sự xuất hiện của ba cây liền ba cây giảm điểm lớn có sự kéo lên này vừa vừa xả vừa kéo này với cái khối lượng lớn sau đó là một phiên mà đây là phiên xanh này phiên xanh này đây là phiên kéo lên này kéo lên để xả với cái cái khối lượng thấp thì đây cho thấy là kéo lên để xả anh chị nhé đây là kéo lên để xả và tiếp tục nó phân phối tiếp thì đây chính là cái quá trình phân phối của cổ phiếu đầu tiên đó là tích lũy này tăng trưởng này đó tích lũy này tăng trưởng này Phân phối này, đây phân phối và cuối cùng là suy thoái ở đây này Có những cái cổ phiếu mà nó có sự phân phối thì Một nó là phân phối ở đỉnh Tức là nó sẽ phân phối những cái phiên xanh đỏ đan xen ở vùng này Đó, nó có thể diễn ra rất nhiều những phiên xanh đỏ đan xen với khối lượng lớn này Và có những uh, cổ phiếu thì nó sẽ có cách phân phối đó là gì Đánh lên mạnh để mà phân phối ở vùng nền dưới Kéo lên mạnh để phân phối ở vùng nền dưới Thì chúng ta cần phải xác định được ạ Đó, không phải cứ lúc nào dòng tiền đổ vào mạnh là lúc đó họ muốn đánh lên đâu mà có những trường hợp là họ muốn uh, dòng tiền vào mạnh ở đây họ phân phối uh, ở cái vùng nền dưới cơ đánh lên đánh lên trên để phân phối vùng dưới đó thì đây cũng là một trong những cái quá trình mà phân phối thì sau đó chúng ta có thể nhìn thấy được đây chính là cái quá trình mà trượt dài của cổ phiếu đây chính là cái quá trình phân phối họ đang phân phối ở cái vùng này thứ nhất là họ phân phối ở vùng này này thứ hai đây là chính là cái vùng mà họ phân phối này đây, đây chính là quá trình phân phối chính là những quá trình phân phối của cổ phiếu này đó sau đó thì thì là uh, cổ phiếu này đã có những cái sự mà đi xuống đây chính là quá trình mà suy thoái thì uh, anh chị có thể nhìn có thể là xem uh, những cái cổ phiếu khác thì nó thường nó cũng sẽ có những cái quy chu trình mà vận động như này thì đây là cái chu trình mà tất yếu của một cổ phiếu đó thì ý nghĩa của nó thì như em cũng đã giải thích cái vùng tích lũy chính là cái vùng mà để cho thứ nhất là để doanh nghiệp chuẩn bị thứ hai đó là để cho uh, những tay to hay là những nhà đầu tư tổ chức họ sẽ gom hàng ở những những cái vùng này. Nó khi mà gom hàng xong thì bắt đầu họ sẽ đổ tiền vào đánh lên. Và trong quá trình đi lên, đó quá trình tăng trưởng thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ, điều chỉnh trong ngắn hạn. Thì đó chính là cái nhịp mà tiếp tục họ gom hàng và tiếp tục đánh lên. Chương trình tiếp theo đó chính là cái quá trình mà phân phối. Phân phối thì nó sẽ xuất hiện thường xuất hiện xuất hiện ở đỉnh với những cây von đỏ. Thứ nhất là giảm điểm với cái khối lượng cao, kéo lên với cái khối lượng thấp đấy ạ. Thì đây nó sẽ cho những dấu hiệu đó chính là quá trình phân phối. Đó và sau quá trình phân phối nó sẽ là quá trình mà suy thoái phân phối ở đây nghĩa là gì phân phối ở đây nghĩa là phân phối hàng từ nhà đầu tư tổ chức sang nhỏ lẻ đó chúng ta phải hiểu được cái vấn đề đó tức là tại sao mà nó lại là những cái những cái phiên xanh đỏ đan sen tức là đối với việc mà đối với những nhà nhà đầu tư tổ chức ạ thì cái việc mà họ để mà họ thoát cái lượng hàng của họ ra thì họ không thể thoát được trong vòng 1 đến 2 phiên mà họ phải thoát trong rất là nhiều phiên thì họ mới có thể thoát hết được còn nếu việc mà họ xả hết trong một phiên này thì giá cổ phiếu thứ nhất là cái cái lượng cầu của thị trường có thể là không đáp ứng đủ trong một phiên để họ có thể là phân phối hết được và cái thứ hai là để mà họ có thể phân phối ở cái giá cao tức là bán ở cái giá cao thì họ cần phải có những phiên xanh đỏ đang xem tức là kéo lên xong xả kéo lên để xả đó đó chính là cái quá trình mà họ chuyển cái lượng hàng của họ từ những nhà đầu tư tổ chức sang những nhỏ lẻ đó thì đây chính là cái quá trình của cổ phiếu. Thí dụ chúng ta có thể là xem tiếp những một số cổ phiếu khác. Như là LDG chẳng hạn. Cổ phiếu khác. Em sẽ xem cái quá trình. Thì đối với cái quá trình. Quá trình mà phân phối của một cổ phiếu. Thì nó có thể là phân phối trong ngắn hạn. Và có thể là phân phối trong dài hạn. Phân phối trong ngắn hạn. Tức là nó chỉ phân phối trong độ một vài phiên. Có thể là một phiên một tuần. Hoặc là nó phân phối ở đây. Thí dụ mang tính chất là phân phối. Uh, phân phối trong ngắn hạn xong có thể là đi lên tiếp thì cái cái câu chuyện này ấy, nó sẽ còn liên quan đến những vấn đề về uh, về quỹ đầu tư thì họ có thể là họ chốt. Đó, họ chốt uh, những cái uh, uh, danh mục đầu tư của họ thí dụ đến kỳ trạng thế thì chúng ta phải xem xét được là những cái uh, những cái thời điểm đó. Vâng, đây thí dụ như là đối với cổ phiếu LDG thì cái quá trình đầu tiên ấy, đó chính là quá trình mà tích lũy ở đây ạ. À? Đây tích lũy ở vùng này. Đó, thực ra đối với cổ phiếu này thì nó cái vùng tích lũy của nó là hơi hơi rộng đó đây vùng tích lũy thực ra là đây là bản chất thì nó là tích lũy ở cái vùng này cơ chứ nó không phải là tích lũy đến cái vùng này vùng này đây là đây là nó bị gãy gãy nền đây chính là gãy, việc gãy nền thì quá trình này thì trong cái bối cảnh đó chúng ta cần phải phải nghiên cứu lại cái bối cảnh ở cái thời điểm này đó, đây đây mới là cái quá trình mà nó đang nó tích lũy ở vùng này đó, sau đó thì dòng tiền ạ. dòng tiền bắt đầu có xuống đổ đổ vào hơn cổ phiếu này từ cái thời điểm này đấy. Đó. Và đây chính là một trong những cây mà đánh lên đấy. Đây là một trong những cây đánh lên. Đó. Thì trong cái quá trình mà trong quá trình mà tăng trưởng thì cổ phiếu này vẫn có những sự tích lũy ở đây. Đó. Đi lên vẫn có sự tích lũy. Đấy, đánh lên vẫn có sự tích lũy. Dòng tiền vẫn tiếp tục tham gia. Đó. Và đây này, khi mà nó lên đến cái vùng đỉnh, lên cái vùng đỉnh thì bắt đầu nó có những cái dấu hiệu phân phối. Đây chính là những cái cây phân phối. Đấy. Đó, đây là những cái phân phối. Xả với cái khối lượng cao và bắt đầu kéo lên với những khối lượng thấp Đây chị có thể thấy Đây. Còn đối với cái này Đối với cái này thì Đây chính là việc mà đỡ thị trường Đỡ giá cổ phiếu để mà tiếp tục có thể phân phối tiếp ở những vùng này đó. Và cái quá trình phân phối này thì thực ra ấy, Nó có thể là phân phối trong Một tuần, hai tuần Thậm chí có những cổ phiếu nó phân phối trong vài tháng cơ Tức là chúng ta cứ thấy là nó Giao dịch ở khối lượng cao trong vài tháng Hoặc là có thể là nó xuống Nó bị đạp xuống sau lại lại kéo lên cái việc mà đạp xuống thực ra không phải là đạp, chính xác gọi là việc trong quá trình phân phối thì nó khiến cho giá của cổ phiếu đi xuống, đó. thì tiếp tục là đối đối với cổ phiếu này thì uh, nó có thể là phân phối trong ngắn hạn ở đây, đó. có thể là phân phối trong ngắn hạn và nó có thể là có những cái tiếp tục uh, tiếp tục đánh lên. thì đây là chính có thể là những cái nhịp mà uh, nó đang uh, gom tiếp hàng, đó. chúng ta sẽ sẽ uh, quan sát nha. có thể là nó phân phối trong ngắn hạn phân phối trong ngắn hạn và có thể là nó sẽ tiếp tục là phân phối để mà gom hàng tiếp nhé đó, thì tùy chúng ta sẽ sẽ có sự xem xét đó thì dòng tiền sau khi mà dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu này tiếp tục ạ đây chính là những cái những cái nhịp mà nhịp nhịp này thì nó sẽ không phải là nhịp phân phối mà ở đây thì nó đang có những cái liên quan đến đây mới là đây đây mới là cây phân phối này đây là cây cây phân phối là cây giảm điểm của thị trường này và nó sẽ còn tùy thuộc vào cái bối cảnh của thị trường đây ạ khi mà khi mà dòng tiền khi mà cổ phiếu này về những cái vùng mà nó tức là cái giá cổ phiếu nó rẻ so với giá trị thì nhà đầu tư tổ chức họ sẽ có những hành động gom hàng tiếp để mà đánh lên đó thì đối với đối với quá trình phân phối của cổ phiếu này thì nó sẽ diễn ra khá là lâu ạ à. đây chính là những cái nhịp mà họ kéo lên để họ tiếp tục xả đấy để có thể cái vùng phân phối của họ vùng phân phối của họ là là rất là lớn này nó rất là dài này bởi vì lượng hàng họ gom được ở cái thời điểm này nó quá nhiều rồi do đó là họ sẽ không thể phân phối trong một vài phiên mà thậm chí họ phải phân phối trong vòng rất là nhiều phiên thậm chí là vài tháng đó, đó hoặc là thí dụ như là cổ phiếu OGC chẳng hạn thì em sẽ Đây, đối với cổ phiếu OGC thì là đây chính là cái quá trình mà nó tích lũy ở đây ạ. À. Đây là cái quá trình mà nó tích lũy. Anh chị thể thấy là cái quá trình tích lũy này rất là dài từ năm 2017 mà cho đến 2018. Đó. Thì nó mới bắt đầu là nó tích lũy xong ở cái vùng này. Thì khi đối với cổ phiếu này nó bứt thoát khỏi cái nền cũ ạ. Đây chính là cái vùng đỉnh cũ ạ. mà nó kiểm tra cái lượng cung cung hàng ở hiện tại đây sau khi vượt xong mà lượng cung hàng ở thị trường hiện tại thời điểm đó nó vẫn còn thì nó sẽ tiếp tục phải tiếp tục có những quá trình mà phân à, em xin lỗi quá trình tích lũy tức là gom hàng thêm và rũ bớt những nhà nhà đầu tư nhỏ lẻ và đây chính là cái cây mà cho thấy được là dòng tiền tham gia vào mạnh đánh cổ phiếu này đi lên đây, đây là đây là phiên phiên này nhé còn đối với phiên này đó là phiên xác nhận nhé sau khi nó lên tiếp được vùng này nó chỉ cần với một cái thanh khoản thấp thôi mà nó cũng có thể là đạt ở cái mức là gần gần trần thì đây nó cho thấy là cái lượng cung hàng hiện tại của cổ phiếu này ở cái thời điểm đó là thấp và trong cái quá trình đánh lên này thì nó vẫn có những cái nhịp tích lũy lại tích lũy để mà rũ tiếp ạ và đây chính là cái cây đánh lên tiếp tục đánh lên anh chị để thấy là đây chính là cái cây von cao nhá von cao so với thời điểm này nhá đánh lên ạ và trong quá trình đi lên nó vẫn còn tiếp tục nó tiếp tục là tích lũy tiếp tục tích lũy ở đây đó, và đây chính là cây đánh lên này và nó sẽ tiếp tục có những cái nhịp tích lũy ở đây đó và trong cái quá trình mà đi lên, trong quá trình mà tăng trưởng của nó, trong quá trình tăng trưởng, đây anh chị nhìn thấy vừa tăng trưởng vừa tích lũy, vừa tăng trưởng vừa tích lũy lại, thì thì đến cuối cái chu kỳ của cổ phiếu này, thì anh chị thấy có thể Thấy là nó đánh lên rất là mạnh. Đây chính là cái quá trình chạy nước rút và đây chính là một trong những cây phân phối đầu tiên. đó, sau đó thì tiếp tục được đánh lên và phân phối tiếp ở những cây này. đó, đây chính là cái quá trình mà phân phối của cổ phiếu này. thì cái việc phân phối này thì nó không có những cổ phiếu thì nó cũng sẽ không thể là phân phối hết luôn được mà nó sẽ phân phối uh, trong ngắn hạn hoặc là trong dài hạn có thể là vài tháng đó anh chị có thể nhìn thấy được thường thì chu trình của một cổ phiếu nó sẽ tương tự là như vậy hoặc là thí dụ như là cổ phiếu của VIP nhận thế Đấy, anh chị có thể thấy được cái quá trình mà tích lũy của cổ phiếu này nó diễn ra cực kỳ lâu đây chính là quá trình tích lũy cực kỳ lâu của cổ phiếu này đó thì uh, trong cái quá trình mà tăng trưởng anh chị nhìn thấy nhé trong quá trình mà tăng trưởng này đây chính là quá trình tăng trưởng này quá trình tăng trưởng này nó vẫn tiếp tục có những cái nhịp tích lũy ở đây này đó vẫn có những cái nhịp tích lũy ở đây vừa tăng trưởng vừa tích lũy vừa tăng trưởng vừa tích lũy còn đối với nhịp mà bị bị gãy này thì đây đây là cái nhịp đạp chung thị trường nhé nhịp ngày 19 tháng 1 và từ ngày 26 cho đến ngày 28 tháng 1 tháng thì đây là cái nhịp tập trung của thị trường Qua trong quá trình đi lên này, đây chính là quá trình đi lên của cổ phiếu này thì nó vẫn có những cái sự tích lũy xây nền tiếp này đó. tiếp tục tích lũy và xây nền này tuy nhiên thì đối với cổ phiếu này thì ở thời điểm hiện tại nó đang có những cái dấu hiệu bị áp lực bán gia tăng chung so với thị trường ở thời điểm hiện tại đó thì chúng ta cần phải quan sát tiếp tục thì đây nó cũng có những cái xác suất là của phân phối nhá nhưng mà cái phân phối này là nhiều hay là ít thì chúng ta sẽ phải là quan sát thêm để giảm điểm với von von gia tăng và pha này pha kéo lên với von thấp thì chúng ta cần phải quan sát nhé. Đó hoặc là thiết như một cổ phiếu khác đó là VIX, VIX cũng tương tự là như vậy này. Cổ phiếu này có quá trình tích lũy rất là dài. Đây trên cái vùng tích lũy. Đó, đây chính là quá trình tích lũy của cổ phiếu này diễn ra suốt từ năm 2015 cho đến là 2020 đó. là chúng ta nhìn thấy ở cái, ở cái tích lũy dài hạn này đó. thì trong cái quá trình mà đi lên này anh chị nhìn thấy trong quá trình đi lên này trong quá trình đi lên nó vẫn còn có sự xây nền đấy xây nền này. tiếp tục xây nền đó. và ở cái thời điểm hiện tại là thời điểm mà chúng ta đang thấy là cổ phiếu này đang tăng với một mức tăng rất là chóng mặt ở đây mức tăng rất là mạnh và xuất hiện những cái cây vôn với cái uh, khối lượng rất là lớn thì nó đang cho thấy nó đang cho thấy nhá, còn chưa chắc chắn là có phải không thì ít nhất là ở ở thời điểm này nó đang cho thấy đây là những cây phân phối. Đó. Và phân phối ở đấy thì cái phân cái quá trình phân phối này thì đối với một số cổ phiếu là nó chỉ phân phối trong cái ngắn hạn thôi, tức là nó có thể là lọc bằng những cái uh, nhà tổ chức này. Thay vì tổ chức này người ta chốt quỹ thì có thể là tổ chức khác người ta thấy người ta lại lao vào và quá trình phân phối này có thể là chỉ phân phối trong ngắn hạn thôi họ chốt sau đó thì ở cái vùng giá mà họ họ cảm nhận thấy là vùng giá giá này là rẻ và tiếp tục có những sự kỳ vọng tiếp thì họ có thể là đổ tiền vào tiếp nhé thì cái quá trình này chúng ta cần phải quan sát nhưng đối với những cái, cái cổ phiếu mà uh, sau cái quá trình tích lũy mà nó có những cái nhịp tăng uh, tăng thốc như thế này hay là chúng ta còn gọi là cái, cái giai đoạn chạy nước rút mà xuất hiện những cái cây von giảm điểm với khối lượng cao như thế này đó thì chúng ta hạn chế tham gia những cái cổ phiếu này. Đó. Thì quá trình này thì chúng ta uh, cho nên là một số cái những cái cổ phiếu mà anh chị thấy là nó đi ngang rất là lâu, thí dụ như là SHB chẳng thế, chúng ta có thể nhìn thấy được cái quá trình nó đi ngang rất là lâu khiến cho anh chị cảm thấy nó thực sự là khó chịu. thì uh, nó cũng là chuyện rất là bình thường thôi, bởi vì khi anh chị mà uh, chưa xác định được cái thời điểm mà cổ phiếu này tích lũy xong. À, chưa xác định được cái thời điểm đánh lên thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là khó chịu và chúng ta luôn luôn có một câu nói đó là, nó là nặng mông cổ phiếu này rất là nặng mông nhưng cái việc mà nặng mông này thì nó là những cái việc nặng mông cần thiết và cổ phiếu muốn tăng trưởng mạnh thì đương nhiên là phải có sự tham gia của dòng tiền lớn và đây chính là cái quá trình mà nó tích lũy lại đấy còn cái nhịp này thì nó là cái nhịp đạp chung của thị trường đó là nhịp đạp chung của thị trường từ nhịp ngày 19 tháng 1 rồi thì do đó là Uh, cổ phiếu này nó cũng chịu chung với thị trường thôi đó thì đây chính là quá trình mà tích lũy do đó là uh, một số cổ phiếu mà nó tích lũy nhanh ấy, thì uh, nó là trong cái quá trình mà tăng trưởng đi lên nhé uh, trong quá trình mà tăng trưởng đi lên, thí dụ như này đây là những cái quá trình mà nó tích lũy ngặn, nhanh này đây là quá trình mà nó tích lũy nhanh này đó thì nó vẫn có cái những dấu hiệu là đi lên tiếp tuy nhiên là ở những cái thời điểm này mà khi dòng tiền tham gia vào mạnh tổ chức những tổ chức hay là nước ngoài mà họ có những sự kỳ vọng lớn về cổ phiếu này thì cái sự tích lũy này nó sẽ diễn ra với khối lượng cao hơn và nó sẽ có những cái sự tích lũy trong thời gian mà lâu hơn do đó là chúng ta cần phải quan sát thật thật là kỹ trong cái quá trình này và và chúng ta phải nhìn được những cái phiên test cùng. ở đây cái phiên cái phiên chúng ta nhìn thấy nhá đây là những cái phiên mà cổ phiếu này nó tăng điểm với von gia tăng thì đây chính là cái quá trình cho thấy là cái dòng tiền đang đổ vào mạnh và nó sẽ có những sản xuất đánh lên Đó Thì uh, Ngoài ra ấy Thì với những anh chị Đặc biệt những anh chị nào mới ấy, Thì chúng, chúng ta thì nên um, Có những sự nghiên cứu về cổ phiếu Và hạn chế tham gia những cái mã cổ phiếu mà mới lên sàn Rất hạn chế tham gia những cổ phiếu mà mới lên sàn Bởi vì quá trình mà mới lên sàn thì thường ấy Là họ sẽ đánh cổ phiếu lên Đánh lên đánh trần vài phiên Nhưng mà sau đấy nó sẽ có những cái, uh, cái Nhịp đạp rất là mạnh Thí dụ như cổ phiếu này cái việc mà họ đánh lên ở thời điểm đầu thường là để mà thu hút các nhà đầu tư đây thí dụ như cổ phiếu này cổ phiếu của TTA thì giá niêm yết em không nhớ rõ thì giá mà chào uh, sàn nó là khoảng giá 18 thì họ đánh trần luôn trong phiên đầu tiên đánh trần hai phiên liên tiếp này đó và bắt đầu từ những phiên phiên sau thì bắt đầu nó có những cái dấu hiệu là nó bị uh, về những cái vùng vùng thấp hơn thì đây chính là quá trình mà tích lũy của cổ phiếu để mà đánh lên tích lũy để mà đánh lên và những cổ phiếu mà mới lên sàn thì thường chúng ta không nên không nên tham gia đâu, không nên tham gia bởi vì là uh, những cổ phiếu đó thì nó chưa có những sự vận động cung cầu rõ ràng nên để mà chúng ta tham gia vào thì thường ấy là thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái giá trị của doanh nghiệp so với giá trị cổ phiếu thì cái quá trình này nó thực sự rất là khó khăn rất là khó do đó là chúng ta không nên tham gia vì tham gia như vậy nó thực sự nó là những cái sự rủi ro và cũng như không có gì đánh bạc khi mà nó không có sự vận động. Thí dụ như là cổ phiếu của SSB tức là ngân hàng Đông Nam Á thì những phiên đầu tiên thì họ tham gia này, họ mới chào sàn họ đã đánh trần liên tiếp luôn ạ. Họ đánh trần 3 phiên liên tiếp luôn. Thế nhưng mà cũng chưa chắc là cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi lên đâu và hoàn toàn nó sẽ có những xác xuất là nó sẽ đạp xuống, thậm chí không phải đạp xuống cái vùng này mà có thể là nó sẽ bị đạp xuống những những vùng dưới này cơ. Đó thì chúng ta hạn chế tham gia những cổ phiếu này và trong những video tiếp theo thì nếu mà anh chị uh, mong muốn thì được em uh, thêm ra thêm những video liên quan đến phân tích kỹ thuật hay là những kinh nghiệm đầu tư thì anh chị có thể comment ở dưới video này đó thì đây ở những trong cái mục là chứng khoán cơ bản từ A Z cho người mới thì em cũng có những cái video trước đây rồi đó là những video liên quan đến những cho những anh chị mà mới tham gia và đặc biệt đối với uh, đối với những anh chị mà uh, chưa có những cái kiến thức uh, hay là chưa có sự tìm hiểu quá quá nhiều đối với thị, thị trường chứng khoán thì em khuyên anh chị là nên nên xem những cái video này thì uh, chúng ta sẽ có những cái uh, kiến thức để mà chuẩn bị được giao dịch một cách tốt hơn. Đó. Vâng, uh, uh, video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Thì nếu anh chị mà thấy hay thì có thể là bấm một like và đăng ký kênh của em thì để mỗi khi em ra video thì anh chị sẽ là một trong những người đầu tiên mà có thể là nhận được những thông báo uh, để mà xem video đầu tiên. À, vâng, ờ, em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.